Trong thành phố Tokyo dạo này chợt xuất hiện một tên trộm biết dùng ảo thuật có tên là Kaito Kids và lực lượng cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng bọn họ không thể nào bắt được gã siêu trộm đó. Vừa đi đến lớp thì nam chính Kaito liền tới chào hỏi cô bạn thân Aoko và cái đầu của Kaito đột nhiên xoay một vòng rồi bay ra trước mặt Aoko. Nhưng đó thực ra chỉ là một cái đầu giả còn đầu thật của Kaito thì đang đi soi quần chip của cô ấy. Aoko sau đó liền đuổi đánh Kaito mặc dù lúc này đã vào giờ học rồi nhưng cô giáo không thể làm gì được hai đứa bất trị này vì hỏi câu nào bọn nó cũng trả lời được. Kaito rất giỏi làm mấy trò ảo thuật nên Aoko không tài nào bắt nổi cậu ấy, nhưng Aoko cho rằng tên trộm biết dùng ảo thuật Kaito Kids chắc chắn giỏi hơn Kaito rất nhiều. Nhờ một phép màu nào đó mà Aoko đã thành công bắt được Kaito, nhưng đấy lại là một cậu bạn cùng lớp còn Kaito thì đang đứng ở trên bảng từ lúc nào không hay. Và Kaito đã xin cúp tiết học đó để đi tìm Kaito Kids so tài xem ai là người giỏi ảo thuật hơn. Cha của Aoko chính là thanh tra Nakamori lừng danh trong thành phố, và ông ấy đã dành cả cuộc đời mình để truy bắt Kaito Kids. Kaito Kids đã biến mất từ 8 năm trước rồi dạo gần đây lại bất ngờ tái xuất, nhưng Kaito cảm thấy điều đó rất kỳ lạ vì 8 năm trước cũng chính là thời điểm cha cậu qua đời trong một vụ tai nạn. Cha của Kaito vốn là một trong năm ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới, và những mánh khóe ảo thuật mà Kaito biết hiện giờ đều là do một tay ông ấy truyền dạy lại. Vừa chạm vào bức ảnh của cha ở trong phòng mình thì Kaito đột nhiên bị rơi vào bên trong nó, và Kaito đã đến được một căn phòng kỳ lạ có rất nhiều trang thiết bị hiện đại. Nhưng Kaito nhận ra cha cậu ấy đã thiết lập sẵn căn phòng này để chờ tới ngày cậu tìm ra nó. Aoko đang cảm thấy rất khó chịu vì ngày nào cũng bị Kaito trêu chọc, nên Aoko đã gọi điện cho mẹ Kaito để hỏi xem điểm yếu của cậu là gì. Trong khi đó, Kaito đã tìm thấy một bộ đồ trắng ở trong căn phòng bí mật và trùng hợp là bộ đồ này rất giống với bộ đồ mà Kaito Kids thường mặc, cho nên Kaito quyết định là sẽ đi tìm gặp gã Kaito Kids để làm sáng tỏ thân phận của cha cậu ấy. Tối hôm đó, thanh tra Nakamori đã cho lực lượng cảnh sát đến phong tỏa viện bảo tàng bởi vì Kaito Kids đã thông báo là hắn sẽ tới ăn trộm viên đá quý trị giá 400 triệu yên ở nơi này. Kaito Kids đã cải trang thành một viên cảnh sát rồi tắt hết điện của viện bảo tàng và nhân lúc lực lượng cảnh sát không nhìn thấy gì thì Kaito Kids đã lấy viên đá rồi chạy khỏi đó. Kaito Kids đã lao thẳng ra ngoài cửa sổ trước sự kinh ngạc của Nakamori, nhưng đó thật ra chỉ là hình nộm còn Kaito Kids thực sự đã leo lên trên sân thượng. Tuy nhiên, Kaito đã đoán được chiêu này của Kaito Kids nên cậu ấy đã chờ hắn sẵn ở trên này và Kaito Kids đã biến cơ thể của hắn trở nên tàng hình khiến cho Kaito cảm thấy có chút bối rối. Kaito sau đó đã phát hiện ra là Kaito Kid đã bọc một lớp gương quanh cơ thể hắn để tạo ảo giác, cho nên cậu ấy đã dễ dàng đánh bại được Kaito Kid bằng cách phá hủy lớp gương. Kaito đã rất kinh ngạc khi biết Kaito Kid này chính là ông quản gia của bố cậu ấy có tên là Ji, và Ji cho biết rằng thực ra cha Kaito đã bị một tổ chức bí ẩn nào đó sát hại, cho nên Ji mới cải trang thành Kaito Kid để dụ bọn chúng ra ánh sáng rồi trả thù cho bố Kaito. Đồng thời Kaito cũng đã bất ngờ biết được rằng bố của cậu ấy từng là siêu trộm Kaito Kid. Ngay sau đó, Nakamori cùng với lực lượng cảnh sát đã kéo lên trên này, nên Kaito đã cố đánh lạc hướng bọn họ để cho Ji chạy trốn. Và Kaito quyết định là từ nay cậu ấy sẽ trở thành Kaito Kids để điều tra về cái chết của bố mình. Sau khi trở về nhà thì Kaito đã gọi điện cho mẹ rồi trách bà ấy là không cho cậu biết chuyện bố cậu là Kaito Kids, nhưng mẹ của Kaito đang bận đi chơi với bạn nên bà đã ngắt máy giữa chừng. Ngay sau đó, Aoko đột nhiên gọi Kaito sang nhà cô ấy ăn cơm và biết rằng Kaito rất sợ cá nên Aoko đã nói ông Nakamori nấu một bữa gỏi cá để trả đũa cậu ấy. Trong lúc đang hoảng loạn thì Kaito đã lỡ làm rớt viên đá quý vào miệng con cá và Nakamori đang chuẩn bị mổ con cá đó thì viên đá chợt rơi ra làm cho ông tỏ ra rất kinh ngạc. Ji hiện tại đang sở hữu một quán bia khá lớn, nhưng ông ấy đã biến nó trở thành trụ sở hoạt động mới cho Kaito. Và một ông tiến sĩ có tên là Agasa đã giúp Ji chế tạo ra những thiết bị mà Kaito đang sử dụng. Vừa lên lớp thì Kaito đã rất thích thú khi đọc mấy bài báo viết về Kaito Kid, nhưng Aoko lại rất ghét Kaito Kid vì bố cô lúc nào cũng phải mất ăn mất ngủ để truy bắt hắn ta. Aoko cho biết rằng hôm nay chính là sinh nhật của cô mà ông Nakamori lại phải đi bắt Kaito Kid, nhưng Kaito hứa là sẽ tới biểu diễn ảo thuật trong bữa tiệc sinh nhật của cô. Mục tiêu tối hôm đó của Kaito chính là viên đá Sapphire có tên là Blue Birthday của Ấn Độ, cho nên Nakamori đã đặt cả một cái lồng sắt cùng với hệ thống tia laser dày đặc ở quanh viên đá và Nakamori tin rằng Kaito không thể nào vượt qua được hệ thống bẫy của ông. Tuy nhiên, Kaito lúc này đã đột nhập lên mái nhà rồi đục một lỗ nhỏ ở phía trên viên Blue Birthday và Kaito đã thả một viên bi bé tí vào trong cái lồng sắt rồi cho nó nở ra thành cậu ấy. Tưởng rằng đó là Kaito Kid thật nên Nakamori liền mở lồng sắt rồi cho người lao đến tấn công và khi Nakamori nhận ra đó chỉ là hình nộm thì Kaito đã lấy được viên đá từ khi nào không hay. Nhưng Nakamori lại tỏ ra hết sức vui mừng sau khi Kaito lấy được viên đá bởi vì ông ấy đã bí mật gắn một con chip theo dõi lên viên đá trước đó. Trong khi đó, Kaito đã trốn được lên sân thượng rồi chuẩn bị quay về để tham gia tiệc sinh nhật của Aoko. Nhưng Kaito đang định sử dụng dù lượn để rời đi thì một kẻ nào đó chợt nổ súng tấn công cậu. Kẻ tấn công Kaito chính là một gã đàn ông râu kẽm cùng với rất nhiều thủ hạ ở phía sau và Kaito đã bất ngờ phát hiện ra bọn người bí ẩn này chính là những kẻ đã giết hại bố của cậu.
nhưng bọn chúng có vẻ vẫn nghĩ Kaito Kid đang đứng ở trước mặt chúng chính là bố Kaito. Gã dâu kẽm đã yêu cầu Kaito phải giao lại viên đá Blue Birthday cho hắn, nhưng gã dâu kẽm vẫn nổ súng bắn Kaito mặc dù cậu ấy đã giao lại viên đá theo lời của hắn ta. Aoko hiện giờ đang tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè tại nhà cô ấy và mọi người đều thắc mắc là tại sao cậu người yêu Kaito của Aoko tới giờ vẫn chưa có mặt. Gã dâu kẽm có tên là Snake đã đưa viên đá Blue Birthday trở về hang ổ và có vẻ như ông chủ của hắn đang ra sức tìm kiếm một viên đá quý có tên là Pandora. Pandora được đồn thổi là có thể đem lại sự bất tử cho những người sở hữu nó, nhưng bọn Snake không biết viên đá nào là Pandora nên chúng chỉ còn cách kiểm tra từng cái một. Và bên trong viên đá Pandora sẽ phát ra hào quang màu đỏ nếu như được ánh trăng chiếu vào. Tuy nhiên, vừa đem viên Blue Birthday lên soi thì bọn Snake đã phát hiện ra đây chỉ là hàng giả và Kaito bỗng dưng xuất hiện cùng với viên đá thật sau khi nghe hết toàn bộ bí mật về Pandora. Hóa ra, Snake đã bắn trúng viên Blue Birthday ở trong túi Kaito nên cậu ấy đã may mắn sống sót và nhận ra viên Blue Birthday không phải là Pandora nên Kaito liền ném trả nó lại cho bọn Snake. Nhưng Kaito thề là cậu sẽ tìm ra được viên Pandora trước bọn chúng rồi vội vàng chuồn khỏi đó. Nakamori đã dẫn theo một lượng lớn cảnh sát đến đây để bắt Kaito dựa vào tín hiệu của con chip, nhưng bọn Snake đã kịp trốn thoát bằng đường hầm thoát hiểm trước khi cảnh sát ập vào trong. Bữa tiệc sinh nhật của Aoko cuối cùng cũng đã kết thúc và Kaito cho rằng giờ cậu ấy có làm gì thì cũng không về kịp nữa. Aoko đang ngồi buồn bã ở nhà thì Kaito đột nhiên gọi điện cho cô ấy và Aoko đã trách móc Kaito vì đã không tới bữa tiệc sinh nhật của cô như đã hứa hồi sáng nay. Tuy nhiên, Kaito lại nói Aoko hãy nhìn ra ngoài cửa sổ và Kaito đã tạo hình chiếu ở trên một tòa nhà lớn rồi viết lời chúc mừng sinh nhật Aoko ở trên đó. Thậm chí Kaito còn chuẩn bị một màn pháo hoa rực rỡ làm cho Aoko thấy rất vui sướng. Mục tiêu sắp tới của Kaito chính là một bức tranh đắt giá của họa sĩ Picasso tại triển lãm tranh. Nên Kaito đã đến một sân trượt băng ở gần triển lãm tranh cùng với Aoko để theo dõi tình hình, nhưng Kaito lại không biết trượt băng để rồi trở thành trò cười cho Aoko. Tối hôm đó, Nakamori với lực lượng cảnh sát đã đến canh giữ bức tranh sau khi nhận được thư thách thức của Kaito. Và trong vụ này còn có sự góp mặt của một cậu thám tử mới trở về từ Anh Quốc có tên là Hakuba. Mặc dù không thích lũ thám tử trẻ danh nhưng Nakamori vẫn phải để Hakuba tham gia vụ này vì cậu ta là con của sếp. Còn Kaito lúc này đã đánh gục được một cảnh sát ở phía ngoài rồi cải trang thành anh ta luôn. Kaito sau đó đã thành công đột nhập được vào bên trong khu vực triển lãm và khi tới giờ hẹn thì Kaito đã cho xả khói ra khắp cả căn phòng rồi múc luôn bức tranh Picasso. Nhóm cảnh sát liền hoảng hốt chạy đi tìm bức tranh mà không biết rằng Kaito đã dán một lớp giấy lên để che nó đi. Nhưng Kaito đang tranh thủ cậy bức tranh ra thì Hakuba bỗng dưng xuất hiện và có vẻ như Hakuba có thể đoán ra được từng đường đi nước bước trong kế hoạch của Kaito. Tuy nhiên, Kaito cũng đã lấy được bức tranh Picasso nên cậu liền dùng dù lượn chuồn khỏi đó. Nhưng do không xem trước dự báo thời tiết nên Kaito đã bị gió thổi rơi xuống gần chỗ Nakamori. Nakamori vừa đuổi tới sân trượt băng thì Kaito liền phân thân thành hai người. Nhưng khi Kaito bị ngã thì Nakamori liền cho rằng Kaito Kid không thể trượt băng cùi vậy được. Cho nên ông ta cùng với nhóm cảnh sát đã đuổi bắt cái hình nộm của cậu. Và sáng hôm sau Kaito đã rất kinh ngạc khi thấy Hakuba chuyển vào học cùng lớp với cậu ấy. Aoko vừa mới trúng được hai tấm vé đi xem hòa nhạc và Aoko đã rủ Kaito đi xem hòa nhạc cùng mình nhưng cậu ấy lại từ chối luôn. Hakuba chợt tới đề nghị được đi cùng với Aoko rồi chê Kaito là thằng ngáo khi từ chối một người xinh đẹp như cô ấy. Nhưng Kaito lại chê Hakuba là thằng thám tử kém cỏi có mỗi Kaito Kid mà cũng không bắt nổi. Hakuba liền cá với Kaito rằng nếu cậu ta bắt được Kid thì sẽ được đi xem hòa nhạc với Aoko. Còn nếu như Hakuba thất bại thì Kaito sẽ được đi xem hòa nhạc với cô ấy. Và mặc dù chả hứng thú gì với việc đi chơi nhưng Kaito không muốn chịu thua gã thám tử này. Tối hôm đó, Kaito đã gửi thư thông báo là cậu sẽ đến lấy bức tượng thần ở trong viện bảo tàng. Và ngoài lực lượng cảnh sát ra thì Hakuba cũng tham gia vào vụ lần này để bắt được Kaito Kid. Phía trên viện bảo tàng đều đã được cảnh sát phong tỏa ở khắp mọi nơi, cho nên Kaito đã đột nhập vào bằng đường tầng hầm mặc dù nơi này hơi nhiều laser một chút. Và diễn biến cuộc vây bắt Kaito Kid ngày hôm nay đang được chiếu trực tiếp lên TV. Kaito đang bắt dây để leo tới phía dưới bức tượng thì Hakuba lại đột nhiên xuất hiện và Hakuba đã cho xả một lượng khí ga gây mê cực kỳ lớn vào bên trong căn hầm này. Nhưng Hakuba chuẩn bị đeo mặt nạ phòng độc thì Kaito lại bắn rơi cái mặt nạ của cậu ta luôn. Hakuba với Kaito sau đó đã cố gắng giành nhau cái mặt nạ phòng độc đó và Hakuba chợt chui từ dưới tầng hầm lên rồi nói với mọi người rằng cậu đã bắt được Kaito Kid. Tuy nhiên, khi chạy xuống hầm thì cảnh sát đã phát hiện ra Hakuba đang bị ngất ở dưới đó, còn Hakuba ở phía bên trên hóa ra lại chính là do Kaito cải trang thành. Kaito đang định dùng một quả bóng bay để kéo bức tượng đi thì nó lại bị Hakuba xích lại từ trước và Nakamori đã bắn vỡ quả bóng bay của Kaito khiến cho cậu bị đẩy bay tít lên cung trăng luôn. Cuối cùng thì Kaito với Hakuba đều phải nằm viện sau sự kiện vừa rồi, cho nên Aoko đành phải đi xem hòa nhạc cùng với ông bố của cô ấy. Một cô phù thủy có tên là Akako đã hỏi gương thần rằng thế gian ai đẹp được dường như cô ta, và gương thần đã trả lời là Akako rất đẹp nhưng cô ta lại không có được trái tim của Kaito Kid. Hôm nay chính là ngày Valentine cho nên rất nhiều bạn nữ đã đem sô-cô-la tới để tặng cho các bạn nam,
nhưng Aoko đang định tặng kẹo sô-cô-la cho Kaito thì cậu ấy lại chạy đi đâu mất tiêu. Akako là một học sinh mới chuyển tới trường này học, và Akako sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần nên đám con trai đã kéo nhau tới để xin sô-cô-la của cô ta. Ngay sau đó, Kaito đã quay lại lớp với một đống sô-cô-la vừa xin được từ đám con gái, và Kaito đang định chạy tới xin sô-cô-la của Akako thì liền bị cô ta dính chặt lên trên bục giảng. Akako muốn Kaito phải vứt hết sô-cô-la của những cô gái khác đi, nhưng Kaito lại từ chối làm điều đó khiến cho Akako cảm thấy sốc không chịu nổi. Akako đã nhanh chóng nhận ra Kaito chính là Kaito Kid, bởi vì Kaito Kid chính là gã đàn ông duy nhất không chịu tác động bởi vẻ đẹp quyến rũ của cô ta. Akako vốn là thành viên của một gia tộc phù thủy tồn tại từ hàng trăm năm trước, và sau khi về nhà thì Akako liền bắt tay vào làm bùa để có thể biến Kaito thành đầy tớ của cô. Mục tiêu tối hôm đó của Kaito là một viên ruby đỏ quý giá, nhưng Kaito vừa tới gần viên ruby thì lực lượng cảnh sát chợt xả khí gây mê rồi bao vây cậu lại. Đang định bỏ chạy thì Akako lại dùng phép đóng đinh lên hình nhân của Kaito khiến cho cậu ấy đau đớn cả mình mẩy. Và Kaito đã phải gắng hết sức mới có thể thoát được khỏi vòng vây của cảnh sát để tới chỗ Ji, nhưng Akako lại tiếp tục dùng ma thuật để kéo Kaito lên thẳng trên trời. Kaito sau đó đã nhìn thấy Akako đang bay đến chỗ cậu ấy bằng một đàn quạ cực kỳ đông đúc, và Akako nói với Kaito rằng cô ta đã sớm phát hiện ra thân phận thực sự của cậu. Akako đã ném Kaito rơi xuống dưới một vòng tròn ma thuật được cô ta đặt sẵn ở dưới mặt đất, và Akako đã điều khiển cơ thể của Kaito khiến cho cậu không thể cử động nổi. Thậm chí Akako còn tạo ra một ngọn lửa quanh người Kaito rồi bắt cậu phải làm đầy tớ của cô ta. Akako đã bắt Kaito phải ăn một cục sô-cô-la được cô ta yểm bùa từ trước, nhưng khi trời vừa có tuyết rơi thì Kaito đã bất ngờ làm chủ được cơ thể của cậu ấy. Và hóa ra là ma thuật của phù thủy sẽ bị mất hết tác dụng mỗi khi trời có tuyết rơi. Vì không dùng được ma thuật nữa nên Akako đành chấp nhận thất bại, và Kid đã khuyên bảo Akako là nên ngừng việc quyến rũ đàn ông bằng ma thuật rồi rời khỏi đó. Nhưng có vẻ như Akako vẫn sẽ không từ bỏ việc biến Kaito trở thành người đàn ông của cô ta. Hiện đang có rất nhiều bạn nữ muốn lập fan club cho Kaito Kid, nhưng Aoko không hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể hâm mộ một tên trộm như Kaito Kid được. Và khi đọc báo thì Aoko biết được lần này Kaito Kid sẽ ăn trộm cái đồng hồ ở trước ga tàu. Aoko không muốn Kid ăn trộm cái đồng hồ vì nó có rất nhiều kỷ niệm đối với cô ấy. Nhưng sắp tới cái đồng hồ đó cũng sẽ bị chính quyền gỡ bỏ nên nhiều người cho rằng Kaito Kid có lấy nó đi cũng chả ảnh hưởng gì cả. Tối hôm đó, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực ga xe lửa để bảo vệ cái đồng hồ. Và lão quản lý ga tàu biết rằng thứ mà Kaito Kid muốn chính là viên ngọc quý ở trên kim đồng hồ. Tuy nhiên, lão quản lý đã bí mật bán viên ngọc đó từ 7 đời rồi, và lão ta đang lên kế hoạch phá cái nhà ga cũ kỹ này để xây dựng công viên giải trí kiếm lời. Trong khi nhiều người đang phấn khích mong được thấy Kaito Kid thì Aoko lại phản đối cậu, và Kaito đã cải trang thành một viên cảnh sát để trà trộn vào trong. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng từ đâu chợt bay đến đây, và từ dưới mặt đất Akako cảm nhận thấy có một kẻ hết sức nguy hiểm ở trên chiếc trực thăng đó. Một ông cán bộ đã tra hỏi tên tuổi cùng mã số thẻ cảnh sát khi Kaito vừa vào bên trong nhà ga, và mặc dù Kaito đã đọc chính xác mã số thẻ ngành nhưng bọn họ vẫn phát hiện ra được cậu ấy. Hóa ra, một thanh niên đã nói với cảnh sát rằng Kaito Kid luôn nhớ kỹ mọi chi tiết nhỏ của người mà cậu hóa trang thành. Và nhờ được cậu thanh niên đó chỉ điểm nên cảnh sát đã liên tục tìm ra nơi lẩn trốn của Kaito, thậm chí Kaito cũng thấy ngạc nhiên trước sự thông minh đột xuất của mấy anh cảnh sát. Người kiểm soát chiếc trực thăng là thanh tra Meguze tới từ một khu vực khác, còn người thanh niên ngồi cùng ông ấy không ai khác mà chính là siêu thám tử Kudo Shinichi. Nhưng Nakamori lại không muốn Shinichi dính vào vụ này bởi chỉ có ông mới là đối thủ của Kid. Kaito đã cho hàng trăm bình ga mà cậu ấy sắp xếp trước đó xả khói ra khắp cả nhà ga ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Và làn khói vừa tan hết thì hai cái kim đồng hồ cũng đã biến mất trước sự bất ngờ của mọi người. Nhưng khi chạy lên trên cái đồng hồ thì Nakamori lại thấy Kaito vẫn còn ở đó. Shinichi nhận ra Kaito đã đặt một tấm vải lớn có hình đồng hồ để giấu cái đồng hồ thật, cho nên cậu ấy đã nổ súng để bắn đứt từng sợi dây buộc của tấm vải để bắt Kaito phải lộ diện. Tuy nhiên, Kaito đã bắn rơi luôn cả tấm vải rồi nhảy theo nó để bỏ trốn mà không bị phát hiện. Và mọi người đột nhiên nhìn thấy một đoạn mật mã kỳ lạ nào đó ở trên đồng hồ do Kaito để lại, cho nên tháp đồng hồ ở nhà ga sẽ không thể bị phá hủy cho tới khi đoạn mật mã được giải đáp. Shinichi nhận ra Kaito làm như vậy là vì cậu muốn bảo vệ cái đồng hồ đó. Và hóa ra tháp đồng hồ ở trước nhà ga này chính là nơi mà lần đầu tiên Aoko gặp được Kaito, cho nên Kaito cũng muốn bảo vệ nó giống như cô ấy. Nhiều ngày sau, Kaito đã đột nhập vào trong viện bảo tàng để ăn trộm vương miện thiên sứ, nhưng Kaito sắp lấy được cái vương miện thì Nakamori cùng lực lượng cảnh sát chợt xuất hiện. Kaito đành phải rút lui rồi hẹn rằng tối chủ nhật tuần này cậu ấy sẽ trở lại để lấy cái vương miện, và Nakamori lúc này mới cảm thấy gương mặt của Kaito Kid trông rất là quen thuộc đối với ông. Tối hôm sau, trong lúc đang ăn tối thì Nakamori liên tục đưa mắt nhìn trộm Kaito, và Kaito vừa đi về nhà thì Nakamori liền tiết lộ với Aoko rằng cậu rất có thể chính là Kaito Kid. Tuy nhiên Aoko lại ngay lập tức phản đối vì cô ấy không tin Kaito là một kẻ trộm cắp. Sáng hôm sau, Aoko bỗng dưng rủ Kaito hẹn hò với cô ấy vào chủ nhật tuần này làm cho Kaito cực kỳ bất ngờ.
nhưng mà Kaito chợt nhận ra đó cũng là ngày cậu ấy hẹn đi ăn trộm cái vương miện, và hóa ra Aoko đang muốn kiểm tra Kaito có phải là Kaito Kid hay không nên mới rủ cậu đi chơi. Kaito cũng nhận ra hai bố con Aoko đang nghi ngờ cậu ấy là Kaito Kid, và Kaito sẽ phải cố gắng thực hiện vụ trộm đồng thời đi hẹn hò cùng với Aoko, nếu không thì thân phận Kaito Kid của cậu nhất định sẽ bị lộ. Sáng ngày chủ nhật, Kaito đã có mặt tại công viên để đi hẹn hò với Aoko, và hai người bọn họ đã cùng nhau ăn uống rồi chơi đủ mọi trò ở nơi này một cách hết sức vui vẻ. Đến khi trời bắt đầu tối thì Aoko liền rủ Kaito đi xem phim 3D, và đó cũng chính là lúc mà Kaito phải thực hiện vụ trộm. Nhưng Aoko lại đột nhiên còng tay Kaito lại vào tay cô ấy để cậu không thể trốn đi được đâu cả. Tuy nhiên, nhân lúc Aoko đang lo xem phim thì Kaito đã tháo còng ra rồi để lại đó một hình nhân, và cậu ấy đã vội vàng chạy tới viện bảo tàng để lấy vương miện thiên sứ như đã hẹn từ trước. Lực lượng cảnh sát đang đứng canh gác thì liền bị Kaito ném cho một quả bom gây mê gục luôn tại chỗ, nhưng Kaito đang chuẩn bị lấy cái vương miện thì Nakamori bỗng dưng chui ra tóm lấy cậu ấy. Nakamori đã cố gắng lột cái nón của Kaito ra để xem khuôn mặt thực sự của cậu là ai, nhưng Kaito đã kịp thời thay đổi khuôn mặt mình thành Aoko làm cho Nakamori rất là kinh ngạc. Và Kaito cho biết là cậu có thể cải trang thành bất kỳ ai kể cả những người thân của Nakamori. Sau khi lấy được cái vương miện thì Kaito liền biến mất như một cơn gió, nhưng Kaito lúc này vẫn cần phải trở lại rạp chiếu phim trước khi Aoko nhận ra người ngồi cạnh cô chỉ là hình nộm. Vì thời gian không còn nhiều nên Kaito đã bám vào một cái tàu lượn để quay lại rạp cho nhanh. Và khi tới mái của rạp chiếu phim thì cậu ấy đã thả tay ra khỏi tàu rồi rơi tự do xuống phía dưới. Kaito đã rơi ngay vào chỗ ngồi của mình ngay khi bộ phim vừa kết thúc. Và cuối cùng thì Kaito Kid vẫn đi ăn trộm bình thường trong khi Kaito đang đi hẹn hò với Aoko, cho nên Aoko giờ đã chắc chắn rằng Kaito không phải là Kaito Kid. Nhiều năm trước, một nữ đạo trích có tên là Phantom Lady đã đột nhập lên tháp Eiffel ở Paris, và mục đích của cô ta chính là ăn trộm một chiếc xe mô tô có gắn ngọc quý được đặt ở trên này. Nhưng bố của Kaito là ảo thuật gia Toichi bỗng dưng xuất hiện để ngăn hành động của cô ta lại. Toichi biết rằng chiếc xe mô tô này thuộc về một tay đua nổi tiếng người Pháp và ông đã khuyên Phantom Lady không nên chạm vào con xe này bởi vì nó chắc chắn có bẫy. Tuy nhiên, cô nàng cố chấp này vẫn không nghe theo Toichi và cái xe chợt bắn ra một cái còng số 8 khóa tay cô ta lại. Ngay sau đó, một gã mafia có tên là Gonzo đã dẫn đàn em đến để xử lý Phantom Lady do dám phá hỏng kế hoạch làm ăn của chúng. Nhưng Toichi đã lái chiếc xe mô tô chở cô ta lao thẳng ra khỏi tòa tháp cao cả 100 mét này luôn. Thấy Phantom Lady tỏ vẻ hoảng hốt thì Toichi liền khóa môi cô ta lại và Phantom Lady sau đó đã kết hôn cùng với ảo thuật gia Toichi rồi sinh ra Kaito. Quay trở lại hiện tại, mẹ Kaito cho biết là kẻ thù cũ của bà ấy vẫn đang sử dụng thủ đoạn cũ để kiếm tiền bất chính, cho nên bà muốn nhờ Kaito giúp mình đưa bọn chúng ra ngoài ánh sáng. Lũ Gonzo thường đi ăn trộm các món cổ vật thật rồi làm ra rất nhiều cổ vật giả tương tự để bán cho người sưu tầm. Nhưng mẹ Kaito đã trộm những món hàng giả của chúng rồi báo cảnh sát và Kaito quyết định là cậu sẽ đưa mấy tên lừa đảo đó ra ngoài ánh sáng giúp cho mẹ của mình. Nhiều ngày sau, sở cảnh sát chợt nhận được thư của Kaito nói rằng cậu muốn trả lại một ít cổ vật, còn những món cổ vật mà Kaito muốn hoàn trả lại chính là một khẩu súng lục với một cái bát sứ cổ. Nakamori muốn nhân cơ hội này để có thể giăng bẫy bắt gọn Kaito Kid và được biết người sở hữu viện bảo tàng hiện giờ là một ông già cố vấn của tập đoàn Suzuki có tên là Suzuki Jirokichi. Phía cảnh sát sau đó đã thắt chặt an ninh trong viện bảo tàng để chờ Kaito Kid tới trả lại cổ vật. Nhưng Kaito vẫn dễ dàng đột nhập được vào trong nơi này nhờ cải trang thành một anh cảnh sát và tất cả mọi người lúc này đều đang tập trung vào nơi được chuẩn bị sẵn để cho cậu ấy trả đồ. Một gã đàn ông vừa thả một chai nước vào trong đó thì liền bị cảnh sát ngầm tóm cổ ngay lập tức. Cho nên Kaito nhận ra cảnh sát đã cho quân mai phục sẵn để bắt những ai mà bọn họ nghi ngờ là cậu ấy. Kaito đang đi lòng vòng thì chợt đụng phải Shinichi lúc này đã bị teo nhỏ thành Conan và nhóm Conan đến đây là vì nhỏ bạn Sonoko của Gian rất muốn được thấy siêu trộm Kaito Kid. Với sự có mặt của nhóc Conan thì Kaito nhận thấy phi vụ này sẽ không dễ dàng gì để thực hiện, cho nên Kaito đã nói Ji tạm thời rút lui để về nhà bàn bạc lại kế hoạch kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, Kaito sau đó lại gửi thư thông báo rằng cậu sẽ tới trả lại cổ vật vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. Và cậu ấy muốn thực hiện một màn ảo thuật hết sức hoành tráng để khiến cho Conan cũng phải kinh ngạc. Tối hôm sau, Kaito cùng với hai bố con Aoko đã theo dõi tình hình ở viện bảo tàng thông qua TV. Và Nakamori tin là Kaito Kid đang muốn chờ đến trời mưa rồi mới tiến hành thực hiện kế hoạch. Nhưng thực ra chính Conan đã nói cho Nakamori chứ ông ấy còn lâu mới nghĩ ra được điều đó. Nakamori cho biết người quản lý của viện bảo tàng là hai lão già có tên là Tarumi với Hanamura. Và ông ấy cũng đã đặt hệ thống dò kim loại để dò tìm khẩu súng lục mà Kaito Kid sẽ mang theo. Nhưng ông ấy không ngờ rằng những thông tin đó đã được Kaito nghe thấy không sót một chữ. Một lúc sau, cảnh sát đã bắt được một gã béo cosplay Kaito Kid ở phía trước cổng viện bảo tàng và Kaito đã lợi dụng sự hỗn loạn đó cải trang thành một ông chú mập mạp để đột nhập vào trong. Kaito đang đứng nhìn vị trí được chuẩn bị sẵn cho cậu ấy trả đồ thì Conan bỗng dưng xuất hiện làm cho cậu giật hết cả mình. Và Kaito liền vội vàng đi vào nhà vệ sinh vì sợ là đứng ở đó lâu thì Conan sẽ phát hiện ra cậu ấy.
Kaito đã lấy đống đồ cổ được giấu trong bụng cậu ra một cái túi, nhưng khi nhìn sang buồng bên cạnh thì Kaito đột nhiên thấy Conan đang tra gì đó ở trên mạng. Cho nên Kaito đã nhân cơ hội khóa cửa buồng vệ sinh của Conan lại để nhốt cậu nhóc ở đó luôn. Vừa thoát được ra ngoài thì Conan chợt nhìn thấy hai lão quản lý đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, còn Kit thì đã lẩn vào đám đông nên Conan không thấy cậu ấy ở đâu nữa. Hai lão quản lý không hề tỏ vẻ lo lắng gì khi nghe nói Kit sắp đột nhập vào trong viện bảo tàng, và dường như Conan đã đoán ra được điều gì đó từ thái độ của hai lão già này. Ji đã cải trang thành một người phụ nữ trung niên để hỗ trợ cho Kaito, và sau khi nhận ra được mục đích thực sự của Kaito thì Conan quyết định là sẽ rút khỏi vụ này. Ngay sau đó, Kaito đã xuất hiện trong bộ đồ trắng quen thuộc khiến cho mọi người tỏ ra hết sức phấn khích. Tiếp đó cậu ấy lại quẹt diêm rồi phun ra một ngọn lửa làm cho hệ thống báo cháy phun nước ra khắp cả căn phòng. Kaito ngay sau đó đã từ từ biến mất vào làn hơi nước trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, nhưng thực ra Kaito đã cải trang trở lại thành ông béo để có thể trốn ra ngoài. Ngay sau đó, hai gã quản lý đột nhiên nói rằng Kaito Kid đã đánh cháo một số cổ vật ở nơi này bằng hàng giả, nhưng Nakamori chợt nhìn thấy một lời nhắn mà Kaito đã để lại ở nơi đó. Kaito vừa đi ra ngoài thì liền chạm mặt với Conan, và Conan biết rằng hai lão quản lý muốn nhân cơ hội Kaito đột nhập vào đây để ăn trộm một ít đồ cổ rồi đổ tội cho cậu ấy. Hai lão già đó cũng chính là những kẻ chuyên làm đồ cổ giả đem bán mà mẹ Kaito muốn xử lý, và những món đồ đó đều được mua bán bất hợp pháp nên không có ai dám báo cảnh sát cả. Kaito đã để lại viện bảo tàng đống đồ cổ giả mà mẹ cậu ấy trộm được trước đây, nên ông chủ viện bảo tàng Jirokichi đã nói cảnh sát bắt hai lão quản lý lại để điều tra. Hóa ra, Conan phát hiện ra Kaito là vì cậu ấy có cơ thể rất béo nhưng hai chân thì lại cực kỳ nhỏ. Chưa kể Kaito phải cải trang thành người béo để có thể giấu một lượng lớn đồ cổ ở trong người. Conan đã gắn chip vào người Kaito nên cậu có thể định vị được Kaito thông qua kính theo dõi. Nhưng Conan sẽ tha cho Kaito bởi dù sao lần này Kaito cũng đã làm được một việc có ý nghĩa và Kaito đã rời khỏi viện bảo tàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kaito Kid đã không xuất hiện trong suốt 3 tháng kể từ sự kiện ở viện bảo tàng. Nên Nakamori đang cảm thấy rất buồn chán bởi ông chỉ muốn được đấu với Kaito Kid mà thôi và một vài người cho rằng rất có thể Kaito Kid đang bị ốm. Đúng là dạo gần đây Kaito đang bị đau đầu sổ mũi thật, nhưng Kaito tạm thời dừng hoạt động là vì cậu muốn cho Ji nghỉ ngơi để chữa bệnh đau lưng. Thế mà con nhỏ Aoko lại tưởng rằng Kaito Kid có thể đã chết rồi. Tuy nhiên, Kaito chợt gửi thư nói là cậu sẽ tới lấy ngôi sao trên đỉnh cây thông tại trung tâm thương mại vào đêm Giáng sinh. Nhưng khi thấy cảnh sát kéo đến trung tâm thương mại thì Kaito lại chả biết cái gì đang xảy ra. Hóa ra, lão giám đốc của trung tâm thương mại đã giả mạo thư của Kaito Kid để câu kéo khách và lão đã ép tay trợ lý của mình phải đóng giả làm Kaito Kid để ăn trộm ngôi sao đó vào tối nay. Kaito đã sang nhà Aoko giúp cô ấy trang trí cho bữa tiệc Giáng sinh tối nay mà vẫn chưa hề hay biết gì, còn ông Nakamori thì đang chỉ huy lực lượng tại trung tâm thương mại để bắt Kaito Kid. Tối hôm đó, Aoko đã mời bạn bè trong lớp đến ăn tiệc Giáng sinh tại nhà của cô ấy. Và những người ở trung tâm thương mại đang rất là phấn khích khi hay tin Kaito Kid sẽ trở lại, còn thanh tra Nakamori thì đang rất nóng lòng muốn được đấu với cậu ấy. Mọi người tại nhà Aoko đã có một bữa tiệc Giáng sinh hết sức là vui vẻ, nhưng khi nghe nói ông Nakamori đang đi bắt Kaito Kid thì Kaito bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Kaito đã mở TV lên để xem tình hình tại khu thương mại. Và không biết từ bao giờ mà lão giám đốc đã chuẩn bị đầy đủ các món đồ liên quan tới Kaito Kid để bày bán cho những người tới coi sự kiện này. Sau khi biết rõ tình hình thì Kaito liền rời khỏi bữa tiệc để đến trung tâm thương mại. Và lão trợ lý lúc này đã bám vào thang dây rồi được máy bay trực thăng đưa tới cây thông Noel, nhưng khán giả phía dưới vẫn hò reo ầm ĩ vì tưởng lão ta là Kaito Kid thật. Tuy nhiên, vừa đáp xuống đỉnh cây thông thì lão trợ lý liền sợ hãi xin rút lui khỏi vụ này, nên lão giám đốc đã hứa là sẽ thưởng cho lão trợ lý sau khi mọi chuyện kết thúc. Tuy nhiên, lão trợ lý đang định ôm ngôi sao rời khỏi đó thì Nakamori với các cảnh sát đã leo lên tóm lão lại. Và đứng trước tình huống này thì lão giám đốc lại giả vờ không quen biết lão trợ lý. Ngay sau đó, Kaito bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh ngôi sao trước sự bất ngờ của mọi người và Kaito nói rằng cậu ấy đến đây là để lấy đi ngôi sao như thông báo giả mạo của lão giám đốc. Kaito đã tạo ra một vụ nổ ở dưới chân cây thông Noel khiến cho nó ngã sầm vào tòa nhà trung tâm thương mại. Và Kaito lại một lần nữa trốn thoát được khỏi đó trước sự bất lực của Nakamori, nhưng cậu ấy đã để lại một lời chúc mừng Giáng sinh làm cho ông cảm thấy cũng ấm lòng hơn. Kaito sau đó liền quay trở lại nhà Aoko để tiếp tục bữa tiệc với mọi người và Kaito đã đặt ngôi sao mà cậu ấy vừa mới ăn trộm được lên cây thông Noel trong nhà Aoko. Lớp của Kaito hôm nay đã tổ chức một buổi đi trượt tuyết, nhưng Aoko lại không biết cách trượt tuyết cho nên cô ấy cứ liên tục đâm trúng người của Kaito. Còn con nhỏ Akako thì vẫn chưa từ bỏ ý định quyến rũ Kaito. Cô giáo đã thông báo rằng lớp bọn họ tối nay sẽ tổ chức một cuộc thi trượt tuyết và các thí sinh sẽ phải ghép thành một cặp nam nữ thì mới được tham gia cuộc thi. Cho nên Aoko dự định là sẽ hỏi Kaito ghép đôi với cô ấy để có thể tham gia cuộc thi trượt tuyết. Ngay sau đó, Akako đã gặp riêng Aoko rồi tiết lộ rằng cô ta đang theo đuổi Kaito và Akako đã khuyên Aoko nên tránh xa Kaito ra vì chỉ có cô ta mới xứng đáng được bắt cặp với Kaito tối nay. Nhưng Aoko lại thấy tức cười khi một cô gái xinh đẹp như Akako lại thích một thằng hâm như Kaito.
Tuy nhiên, Akako trượt tuyết khá giỏi nên Aoko cho rằng cô ta trượt với Kaito thì sẽ đẹp đôi hơn, và Aoko đang ngồi suy nghĩ thì chợt thấy một cậu bạn mập trong lớp đang cố đuổi theo Akako. Hóa ra, Fuji rất thích Akako nhưng lại không đủ tự tin để ghép cặp với cô ta vì ngoại hình béo, và thấy Fuji có vẻ trượt tuyết cũng dở như mình nên Aoko đã đề nghị Fuji ghép cặp với cô luôn. Kaito đang trượt tuyết thì Akako bỗng dưng lướt qua rồi dán một lá bùa yêu lên lưng của cậu ấy, nhưng Kaito sau đó vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Akako rồi đi đến nói chuyện với Aoko. Nghĩ là Aoko vẫn chưa bắt cặp với ai nên Kaito đã đề nghị cô ấy bắt cặp với mình vào tối nay, nhưng khi biết Aoko đã bắt cặp với Fuji thì Kaito đành phải tìm một người khác. Akako đã rủ Kaito đi chơi cáp treo rồi nhân cơ hội nói cậu ấy bắt cặp với cô ta, và mặc dù Kaito đồng ý với lời mời của Akako nhưng cậu ấy lại có vẻ không được vui cho lắm. Tối hôm đó, mọi người đã tập trung lại để tổ chức cuộc thi trượt tuyết và Fuji với Aoko quyết định là họ sẽ cải trang thành Kaito Kid với Nakamori để gây ấn tượng. Kaito đột nhiên phát hiện ra lá bùa yêu mà Akako dán sau lưng cậu và biết rằng Fuji rất muốn được bắt cặp với Akako nên Kaito đã nhường lá bùa cho cậu ta luôn. Ngay sau đó, cuộc thi trượt tuyết đã chính thức được bắt đầu và mọi người đã cải trang thành đủ các thể loại nhân vật rồi trượt tuyết trông hết sức tức cười. Akako đã xuất hiện một cách rất lộng lẫy cùng với một người cải trang thành quái vật, nhưng Aoko lại tưởng người mặc đồ quái vật đó chính là Kaito cho nên cô ấy liền đi đến cổ vũ. Tuy nhiên, khi nhìn Akako trượt tuyết vui vẻ với Kaito thì Aoko lại cảm thấy có đôi chút ghen tị và Aoko vừa hét lên chửi Kaito một cái thì cậu ấy lại bỗng dưng xuất hiện trong bộ đồ Kaito Kid. Hóa ra, Kaito đã để cho Fuji được trượt tuyết cùng với Akako và chỉ trong nháy mắt thì Kaito đã biến Aoko thành một nàng công chúa để bắt cặp với cậu ấy. Vì Aoko không biết trượt tuyết nên Kaito đã bế Aoko lên rồi trượt thẳng về đích và Akako không thể tin được là cậu ấy dám cải trang thành Kaito Kid để tham gia cuộc thi này. Kaito với Akako đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước sự thán phục của mọi người, cho nên hai người bọn họ đã giành được giải nhất trong cuộc thi trượt tuyết theo cặp lần này, còn Akako thì không ngờ rằng Kaito lại lừa cho cô ta bắt cặp với Fuji. Nữ hoàng của Vương quốc Ingram hiện đang ngồi trên tàu để đi đến Nhật Bản, nhưng Kaito Kid đã thông báo là sẽ lấy trộm viên đá quý của Ingram mà bà ấy đang mang theo, cho nên chính phủ Nhật Bản đã cử Nakamori đi theo để bảo vệ bà ấy. Tuy nhiên, nữ hoàng cho biết rằng viên đá mà bà ấy đang đeo thực ra chỉ là hàng giả mà thôi. Còn viên ngọc thật thì bà đang cất giấu ở một nơi khác, và trong chuyến đi này nữ hoàng còn dẫn theo đứa con có tên là Philip của mình. Kaito đã lên chuyến tàu này cùng với Aoko để tìm cơ hội lấy được viên ngọc quý của nữ hoàng. Nhưng trùng hợp là Snake hiện cũng đang có mặt trên chuyến tàu này để lấy viên ngọc đó theo lệnh của chủ nhân hắn. Ngoại trừ nữ hoàng thì không một ai biết được nơi cất giữ viên ngọc thật, và nữ hoàng đã mời Nakamori uống một ít rượu tới từ châu Âu làm cho ông ấy say bí tỉ luôn. Aoko rất muốn gặp nữ hoàng nên cô đã kéo Kaito đến chào hỏi bà ấy, và Kaito muốn nhân cơ hội được vào ngồi ăn tối cùng toa với nữ hoàng để tìm xem viên đá thật đang được giấu ở đâu. Kaito với Aoko đang ngồi trò chuyện thì Philip đột nhiên xuất hiện rồi bắt chuyện với hai bọn họ. Và nghi ngờ là nữ hoàng đã giấu viên đá quý vào trong con gấu bông của Philip nên Kaito liền mượn nó để kiểm tra, nhưng khi thấy như vậy thì Philip liền đoán ra Kaito chính là Kaito Kid. Ngay sau đó, người hầu đã đi đến gọi Philip về phòng nhưng cậu bé lại nhất quyết không chịu, bởi vì Philip cho rằng kể từ khi cha mất thì nữ hoàng không còn chiều chuộng cậu bé như trước đây nữa. Nữ hoàng đã tức giận tới xách Philip đi về phòng khi thấy cậu bé không chịu nghe lời, và nữ hoàng đã nhốt Philip vào phòng rồi khóa chặt cửa lại để cậu khỏi chạy đi chơi lung tung. Nữ hoàng sau đó lại tiếp tục trở về bàn để ngồi nhậu với Nakamori, và sau một hồi quan sát thì Kaito cũng nhận ra được nơi mà nữ hoàng cất giữ viên đá quý thật. Kaito đã giả vờ đi vệ sinh để bắt đầu tiến hành kế hoạch, và Kaito đã cho Aoko uống một viên thuốc ngủ bởi vì cậu không muốn ăn trộm trước mặt cô ấy. Kaito đã cúp điện trên tàu làm cho ai nấy cũng đều hoảng loạn, và khi nhìn lên thì Nakamori với nữ hoàng đã kinh ngạc thấy có hàng chục cốc rượu ở trên bàn. Nữ hoàng đã sai người tìm cốc rượu của Nakamori vì viên đá thật được giấu ở trong cốc rượu của ông ấy. Nhưng nữ hoàng vừa mới tìm được viên đá quý thì Kaito liền bắn cho viên đá văng tới chỗ cậu, và sau khi có được thứ mình cần thì Kaito liền bay đi trước sự bất lực của Nakamori. Thứ vừa bay đi thực ra chỉ là hình nộm của Kaito mà thôi, nhưng bằng một cách nào đó mà Philip biết được Kaito đang ở trên nóc xe lửa để lên đòi viên đá. Tuy nhiên, gã Snake bỗng dưng xuất hiện rồi bắt Philip làm con tin, và Snake đã yêu cầu Kaito phải giao viên đá quý ra cho hắn ta để trao đổi lấy Philip. Kaito đã làm theo lời Snake nhưng hắn ta vẫn muốn nổ súng kết liễu cậu ấy. Tuy nhiên đoàn tàu bỗng dưng đi vào trong một đường hầm khiến cho hắn ta phải vội vàng nhảy xuống tàu. Kaito biết rằng Philip muốn tự tay lấy lại viên đá quý để được mẹ của cậu khen ngợi, và Kaito đã nghĩ ra cách để kiểm tra xem nữ hoàng có thực sự còn thương yêu Philip hay không. Philip sau đó đã quay trở lại gặp nữ hoàng rồi cho biết là cậu bé vừa đuổi theo Kaito Kid lên nóc tàu để lấy lại viên đá quý. Và nữ hoàng đã tức giận tát cho Philip một cái vì không chịu nghe lời. Tuy nhiên, nữ hoàng vẫn hạnh phúc ôm chầm lấy Philip khi thấy cậu bé đã trở về bình an vô sự. Còn viên đá quý của Ingram thì đã được Kaito đặt ở trên cốc nước của Aoko vì nó không phải là viên Pandora. Nhiều ngày sau, một cô công chúa ngoại quốc có tên là An đã mang theo một viên kim cương rất lớn tới Nhật Bản và đi cùng cô ấy chính là gã thám tử nổi tiếng số 1 châu Âu có tên là Doron.
Doron đã tỏ vẻ coi thường Nakamori khi biết ông ấy đã 5 lần 7 lượt để cho Kaito Kid trốn thoát, và Doron đã thách Kaito Kid dám tới lấy viên kim cương của công chúa An dưới sự giám sát của anh ta. Khi đọc được lời thách thức của Doron ở trên báo thì Kaito đã tỏ ra cực kỳ tức giận, nhưng áo cô lại lo rằng bố của cô có thể sẽ bị cho về vườn nếu như Doron bắt được Kaito Kid. Chiều hôm đó, đang đi học về thì Kaito đã nhìn thấy Nakamori đang ngồi buồn bã bên bờ sông, và hóa ra trong phi vụ lần này thì Doron đã gạt Nakamori sang một bên để làm người phụ trách an ninh. Tuy nhiên, tối hôm đó Nakamori vẫn huy động lực lượng đứng canh bên ngoài khách sạn của công chúa, còn Doron thì sẽ chỉ huy lực lượng cảnh sát châu Âu canh giữ ở bên trong khách sạn. Kaito đã cải trang thành một ông bá tước già để đột nhập vào trong một cách dễ dàng, nhưng Doron đã bắt đầu nghi ngờ đó chính là Kaito nên anh ta liền cho người theo dõi cậu ấy. Tuy nhiên, Kaito đã giả vờ đi vào nhà vệ sinh rồi thừa cơ đánh gục anh bạn cảnh sát đang theo dõi cậu. Và Kaito đã cải trang thành anh cảnh sát đó rồi tự trói mình lại để lừa Doron là Kaito Kid đang ở đại sảnh. Ngay sau đó, Kaito đã mặc đồ cảnh sát rồi lừa cho tất cả các cảnh sát đến tập trung tại đại sảnh ở tầng 1, thậm chí cậu còn đóng giả làm Doron rồi ra lệnh cho bọn họ xuống dưới đó hết luôn. An lúc này đang nằm chán nản một mình ở trong phòng của cô, và sau khi lừa đám cảnh sát đi xuống tầng 1 hết thì Kaito đã đột nhập vào phòng ngủ của An. Đám cảnh sát đã kéo tới kín cả đại sảnh khiến cho Doron thấy rất là khó hiểu. Nhưng anh ta đã nhanh chóng nhận ra rằng Kaito đã giở trò để lừa mọi người xuống dưới này, còn An thì hóa ra lại là một người rất hâm mộ Kaito. Kaito đã tận dụng điều đó rồi nói rằng cậu ấy muốn An trợ giúp thực hiện một màn ảo thuật và cậu đã xin mượn viên kim cương của An một lúc rồi hứa là sẽ trả lại sau khi xong việc. Doron với các cảnh sát đã phải chen chúc ở bên trong thang máy để quay lại phòng công chúa. Và anh ta đã ngay lập tức nổ súng bắn nổ một cái hình nộm của Kaito đang bay ngoài cửa sổ, nhưng anh ta sau đó đã bắn trúng Kaito nhờ nhìn thấy ánh sáng từ viên kim cương. Tuy nhiên, Doron chỉ bắn trúng viên kim cương nên Kaito vẫn chả bị gì, và cả căn phòng bỗng phát ra hàng loạt ánh sáng như viên kim cương khiến cho Doron không thể phán đoán ra Kaito đang ở đâu được. Hóa ra, Kaito đã tạo ra những đốm sáng này bằng một loại đèn ống có ánh sáng màu xanh, nhưng Doron chợt nhớ là ngoài màu xanh ra thì ánh sáng của viên đá còn có cả hình chữ thập. Doron đã lao về phía ánh sáng hình chữ thập nhưng lại bị Kaito lừa cho rơi ra khỏi cửa sổ luôn, và sau khi mọi chuyện kết thúc thì Kaito liền chào từ biệt An để rời khỏi đó. Ngay sau đó, An bỗng dưng chạy xuống báo với Nakamori là Kaito Kid vừa xuất hiện ở phòng của cô ấy, nhưng Nakamori đã phát hiện ra An này chính là do Kaito giả mạo. Tuy nhiên, Kaito đã thoát được khỏi vòng vây của Nakamori với cảnh sát rồi biến mất, và Kaito đã trả lại viên kim cương cho Nakamori nhưng mọi người lại tưởng rằng Nakamori đã giành được nó từ tay cậu ấy, cho nên ông đã được tôn vinh làm anh hùng nhờ có công lớn. Vài ngày sau, Kaito chợt nhận được lời thách đấu từ ông cố vấn Jiro Kichi của tập đoàn Suzuki. Và Kaito quyết tâm là sẽ cho ông cố vấn đó biết siêu trộm Kaito Kid không phải là hạng dễ chơi, nhưng Kaito vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để có thể giành được chiến thắng trước ông ta. Mọi người trong thành phố đang bàn tán xôn xao về kèo thách đấu giữa Jiro Kichi với Kaito lần này, và Kaito sẽ phải ăn trộm một viên đá quý được Jiro Kichi đặt ở trên nóc của viện bảo tàng. Jiro Kichi đã thuê hơn 20 chiếc trực thăng an ninh để có thể bảo vệ viên đá quý từ trên không. Và khi quan sát camera thì Kaito đã phát hiện ra là Conan cũng sẽ hỗ trợ Jiro Kichi trong vụ này, cho nên Kaito quyết tâm là sẽ thực hiện một màn ảo thuật mà Conan cũng không đoán ra được. Tối hôm sau, mọi người đều đã tập trung tới trước viện bảo tàng để xem Kaito ăn trộm viên đá của Jiro Kichi và Ji đã cải trang thành một người lái máy bay an ninh để hỗ trợ cho màn ảo thuật của Kaito. Kaito đã dùng dù bay ra khỏi máy bay trực thăng trước sự kinh ngạc của mọi người và sau một hồi chuẩn bị thì Kaito đột nhiên xuất hiện ở ngay giữa không trung như là đang bay. Jiro Kichi nghĩ rằng Kaito đang được treo lên bởi một thứ gì đó nên ông ta liền cho người đi lên kiểm tra, nhưng Conan với đội an ninh đều không tìm ra sợi dây nào được nối với người của Kaito. Kaito sau đó đã từ từ bước đi trong không trung để tới phía trước viện bảo tàng, nhưng Kaito lại đột nhiên xin dừng tiết mục ảo thuật lại rồi hẹn là tối hôm sau cậu sẽ quay lại để lấy viên đá. Ngày hôm sau, người tới xem Kaito ăn trộm viên đá quý đã đông hơn gấp 3 lần và có vẻ như Conan đã phát hiện ra được bí mật nằm phía sau trò ảo thuật đi bộ trên không trung của Kaito. Tối hôm đó, Kaito lại tiếp tục bất ngờ xuất hiện ở trên trời giống như lúc trước và Nakamori với Jiro Kichi lúc này vẫn chưa tìm ra được bí mật nằm sau màn ảo thuật của Kaito. Jiro Kichi đã nói người giấu viên đá quý vào trong tòa nhà trước khi Kaito lấy được nó và ông ta sẽ đích thân mang viên đá rời khỏi đây để đề phòng Kaito đột nhập vào tòa nhà. Tuy nhiên, thực chất là Kaito đã cải trang thành Jiro Kichi để lấy viên đá quý đi mà không bị ai nghi ngờ cả. Nhưng Kaito đang vui vẻ lái xe máy thì Conan lại ngồi sẵn trên ghế sau của xe từ bao giờ. Hóa ra, Jiro Kichi luôn đeo kính khi lái xe máy còn Kaito thì không nên Conan mới dễ dàng nhận ra cậu ấy. Và Conan biết là Kaito có đồng bọn trà trộn vào đội trực thăng an ninh, nên người đó đã lái trực thăng nâng Kaito lơ lửng giữa không trung mà không bị ai phát hiện ra. Còn việc Conan trước đó không nhìn thấy sợi dây nào nối vào người Kaito là bởi cậu đã dùng một loại dây trong suốt. Kaito không ngờ là màn ảo thuật công phu của cậu ấy lại bị Conan nhận ra dễ dàng tới như vậy. Và cậu đành phải lột mặt nạ ra ngay khi bị Conan chĩa cái đồng hồ có mũi kim gây mê vào mặt.
Kaito đã nhanh tay tách cái ghế sau của xe ra khiến cho Conan bị quay vài vòng ở trên đường, nhưng Conan vẫn kịp bắn vào bình xăng của chiếc xe khiến cho xăng bị chảy hết ra bên ngoài. Chiếc xe đã bị nổ tung nhưng Kaito vẫn thành công trốn thoát kịp thời và cậu ấy quyết tâm là lần sau phải nghĩ ra được một trò mà Conan không thể nào biết được. Mới sáng ngủ dậy thì Aoko đã gọi Kaito sang nhà cô ấy để ăn sáng, bởi vì mẹ của Kaito đã nhờ Aoko là sáng nào cũng phải gọi cậu ấy dậy sớm kể cả là ngày nghỉ. Nhưng đang ăn thì Kaito lại chợt thấy ông Jirokichi tiếp tục gửi lời thách đấu tới mình ở trên TV. Ji cho biết rằng địa điểm thực hiện phi vụ lần này chính là khu phố đi bộ và món đồ mà Jirokichi muốn Kaito ăn trộm là một đôi giày cao gót được gắn đá thạch anh tím. Kaito đã rủ Aoko đi đến khu phố đi bộ chơi để tiện thăm dò địa hình ở đây luôn và có vẻ như Jirokichi đã cho đặt bẫy xung quanh nơi này. Nhưng sau một hồi quan sát kỹ thì Kaito liền nhận ra được cái bẫy mà ông ta định sử dụng là gì. Tối hôm đó, Jirokichi đã bày đôi giày thạch anh ra ngay giữa ngã tư phố đi bộ và ngay khi Kaito hạ cánh xuống để lấy đôi giày thì ông ta sẽ cho cảnh sát ập vào để bắt cậu ấy. Kaito đã bí mật đứng trong đám đông để quan sát tình hình và cậu ấy đã thấy Conan cũng đang có mặt ở đây. Ngay sau đó, Kaito đã lái tàu lượn tới khu phố đi bộ trước sự hò reo phấn khích của mọi người và sau một vụ nổ lớn thì Kaito đã đáp xuống chỗ đôi giày cao gót từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, Jirokichi đã ngay lập tức cho 4 tấm lưới lớn chặn cả 4 góc của ngã tư phố đi bộ lại. Và ông ta tin rằng Kaito sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy này của ông ta, nhưng Kaito lại nói rằng cậu ấy sẽ dùng phép dịch chuyển để thoát khỏi đây một cách dễ dàng. Vừa nói xong thì Kaito liền biến mất trước sự kinh ngạc của mọi người và Kaito đã xuất hiện trên nóc một tòa nhà ở gần đó chỉ sau khoảng tầm 20 giây ngắn ngủi. Tuy nhiên, Kaito nhận ra rằng đôi giày mà cậu ấy trộm được hồi nãy chỉ là hàng giả, cho nên Kaito đã hẹn là hôm sau cậu ấy sẽ quay lại để lấy đôi giày thật rồi rời khỏi đó ngay. Và Conan đã sút một quả bóng sượt qua mặt Kaito như là một lời cảnh báo với cậu ấy. Conan đã suy nghĩ suốt cả ngày sau đó để giải mã trò dịch chuyển tức thời của Kaito và hai ba gia cảm thấy Conan dường như đang rất có hứng thú với phi vụ lần này. Vào đêm thứ hai, Jirokichi đã cẩn thận hơn nên ông ta không cho bất kỳ ai đi vào nơi được giăng lưới. Nhưng Kaito lại bắn ra một thông báo là cậu sẽ không xuất hiện nếu như không có khán giả và dưới sự kích động của Kaito thì mọi người đã chui qua lưới rồi chạy tới chỗ đôi giày cao gót. Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn thì Kaito sẽ dễ dàng thực hiện chiêu trò của cậu ấy hơn và Kaito đã lái tàu lượn hạ cánh xuống vị trí đặt đôi giày trước sự kinh ngạc của Jirokichi với Nakamori. Sau khi có được đôi giày thì Kaito liền mặc áo choàng đen rồi chạy thật nhanh tới chân của một tòa nhà. Và Kaito đã ra hiệu cho Ji kéo cậu ấy lên trên nóc của tòa nhà trong khi chưa ai để ý. Nhưng Kaito đang cười một cách đắc thắng thì Conan đã đứng chờ cậu sẵn ở trên nóc tòa nhà. Hóa ra, Conan đã đoán ra được rằng Ji đã hỗ trợ kéo Kaito lên trên này nhờ hiệu ứng dòng dọc. Và Kaito đã trượt lên theo dòng chữ trên một tấm biển quảng cáo nên rất khó để người khác phát hiện ra. Kaito không ngờ là Conan lại thành công phá giải thủ thuật của cậu một lần nữa và sau khi lột bỏ lớp áo choàng thì Kaito đã vội vàng tóm lấy Ji rồi dùng tàu lượn để rời khỏi đó. Nhưng Kaito vẫn không quên trả lại đôi giày cao gót vì nó không phải là thứ mà cậu ấy đang tìm. Kaito lại một lần nữa thất bại dưới tay Conan, nhưng có vẻ như thủ thuật tối nay của Kaito cũng đã làm cho Conan thấy có đôi phần thích thú. Cảm ơn các bạn đã xem hết video tóm tắt bộ anime Kaito Kid và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.